Mavic 3 Pro. Vâng, con này mới ra mắt vào đầu tháng 5 năm 2023 các bạn ơi. Nó được trang bị 3 camera. Đó, trong đó có 2 camera zoom. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Vâng, giới thiệu với các bạn, đây là nhóm các anh em FPV đó của chúng tôi, 6 người bạn. Hôm nay 3 người ở đây đại diện cho 3 con Mavic 3. Đó, đây là bạn Tùng SDV này. Còn đây là anh Vũ. Đó, nhóm anh em lại chơi là nhóm của mình là chủ yếu là FPV đúng không? FPV. Nhóm chúng tôi chuyên bay FPV và bay dịch vụ nha các bạn. Đó, các bạn có nhu cầu thì alo nha. Còn Lightcam chỉ là phụ thôi ha. Đúng rồi. Lấy những cảnh toàn thôi. Đó, tuy nhiên chỉ là phụ nhưng mà Lightcam vẫn là một cái gì đó mà mình không thể thiếu được trong những cái show diễn đúng không Tùng? Đúng rồi. Đó, thì đây là con Mavic 3 ra đầu tiên. Ra đầu tiên cách đây khoảng độ 1 năm rưỡi ạ. Mavic 3. Thì con này các bạn nhìn nhận diện nó là nó có hai camera này. Đó, một cái 1x và một cái là 7x, hai camera. Đó là bạn Tùng dùng để bay gần giống như là backup. Còn đây là con Mavic 3 Classic. Nó có một camera thôi. Các bạn nhìn thấy một camera không? Đó thì bản này nó rẻ hơn á Vũ ha. Đúng rồi, bản này nó rẻ hơn anh. À, đó. Thì con này ra cũng được khoảng độ tầm 6 tháng ha. 6 tháng. 6 tháng. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn con này. Mavic 3 Pro. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó có 3 cái camera. 3 camera rất là to đằng trước này. Đó, một cái 1x, một cái 3x, một cái 7x. Đó, thì ba con này á thì Vũ và Tùng nhận diện rằng nó có cơ bản là nó giống nhau y xì đúng không? Body là giống nhau rồi đó. Body là nãy là y chang luôn á. Đó. Đó, mình coi cái đầu nữa. Đó, cảm biến vị trí nè, tản nhiệt những đồ nè, dày cái này nè. Xài chung pin rồi nè. Pin thì là xài chung rồi đó. Ba con đều xài chung pin với nhau. Cục pin không là gần 5 triệu ạ. À. Thì theo hãng công bố thì những cái thông số về cái body, cái thân máy, sải cánh rồi cánh quạt motor vân vân là nó cơ bản là nó giống nhau, nó chỉ khác đúng cái cụm cam thôi. Đó thì nói để các bạn mới chơi dễ hình dung, đây là cái con Lightcam to nhất của cái dòng cá nhân. Tức là bản Mavic 3 là bản gọi là làm RAW á, dòng gọi là chuyên nghiệp á. Đó, thân máy to là chuyên nghiệp. Đó thì chuyên nghiệp thì nó có Mavic 1, Mavic 2. Đó và bây giờ là Mavic 3. Thì Mavic 3 thì nó có 3 phiên bản, 1 cam, 2 cam và 3 cam. Thì cứ nhìn vào cái cam là mình sẽ thấy được là cái số tiền của nó sẽ đội lên một chút. Đó. Đây là dòng chuyên nghiệp chứ các bạn. Đó, thân cái xác nó to. Hình như là nhiều 900 gram ha Tùng. 900 gram. Chưa gồm pin. Còn cái dòng chung á, cái dòng tầm chung á là dòng E các bạn. Cứ nhìn thấy chữ E là dòng chung nha. Đó, E1, E2, E2F bên. Còn dòng mini thì nó cái chữ đó thôi là nó thể hiện rồi. Mini 123, 123 SE vân vân rồi vân là nó có 3 dòng. Thì cái dòng này là dòng cao cấp nhất của những người chơi nhập dư và làm sự kiện này. Đó. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn mà mình có nên đầu tư con nào. 3 camera, 3 mắt giống như là iPhone hay là Samsung đời mới á. Đó, 2 mắt này. Đó, và 1 cam. Thì Vũ xưa giờ bay mình có thấy rằng là bay con 1 cam này có bị ức chế gì không? Không, tại đa phần em dùng nó, mục đích của em là chỉ lấy cảnh toàn thôi. Những shot chính lấy cận là em lấy FPV hết rồi. Còn lại cái này em chỉ treo lên lấy toàn, lấy top shot. Rồi này nọ thôi. Nên đó là lý do tại sao em chọn con này. Đó. Tùng bay 2 cam nhưng mà theo anh nhớ thì hình như Tùng chả bây giờ quay con 7X đúng không? Đó, 7X thường thì lấy những tầm xa. Nó có một cái góc nhìn tele thì nhìn nó ạt hơn là góc toàn. Thì có đợt đi Hồ Nước Ngọt,
xuống nước ngọt với anh Giang thì cũng có quay tele. Thì cái cảnh cái, ở ngoài biển vô thì nó đẹp hơn. Cái 7X đồng thấy chất lượng nó thua cái con kia là bao nhiêu? Nếu con kia là 10 thì cái 7X nó là bao nhiêu? Mấy 7X, 7X là được 5 điểm thôi. 5 mới 10 á hả? Đúng rồi, 5 trên 10. Cái sensor nó nhỏ. Cái sensor của nó là 1/1/3. Cái sensor nó chỉ vậy thôi. Với lại một phần nữa là cái cam tele này là cái cảm biến nó nằm bên hông. Nên là nó qua một cái ống kính nữa, ống kính để bẻ 90 độ. Hãng DJI đã cảm nhận được những cái điều mà mọi anh em mong muốn cho nên ra một con 3 cam. Thì con này á nó thêm một cái cam nữa ở giữa là cam 3X. Đó, thì cái cam 7X này á thì tôi bay đúng ra hôm nay là mở clip mở hộp này, nhưng mà tôi đã mở cách đây vài ngày rồi. Đi chơi này cả 4-5 ngày cho nên là hôm nay là đã đánh giá chất lượng luôn. Mình đã bay con này 4-5 ngày ở trên băng đen rồi. Các bạn nói xem băng đen và thì cái cam 1 và cam 7 á thì anh thấy nó cũng tương đương với con này. Đó, nhưng mà nó có thêm một cái cam 3X nữa. Thì cái cam 3X này á anh cảm thấy là anh dùng nhiều hơn. 3X đấy là tầm trung á. Đó. Mà sao em nhìn trực tiếp vô thấy cái cam này nó lại bự hơn cái cam nước ta? Toàn trung cần. Bây giờ giờ cảm biến nó nằm thẳng luôn. Đó, cái mà 1X á, cái cam 1X á là tiêu cự của nó là 24mm. Đó thì nó rộng hơn. Một số cam đời trước á thì nó là 26, thì cái này 24 nó rộng một chút. Còn cái cam mà 3X á là khoảng tiêu cự là khoảng 70mm. Nếu các bạn nào chơi máy ảnh thì sẽ xài đơn vị là 70mm. Còn cái cam mà 3X ấy là 166mm. Đó. Còn những người mà chơi bây giờ thì hay gọi là 7X ấy. Đó. Thì ba cam này nếu mà mình bật qua chế độ Explorer á Tục là nó liên thông với nhau được. Là mình zoom từ con này mình lăn từ 1 cho tới 7 luôn. Rồi 7 mình zoom kỹ thuật số lên được thành tới 28 luôn. Tức là nó còn bắn cái tần số lên nữa, lên tới 28 luôn. Cho nên mình lăn từ 1X mà lên tới luôn. Còn nếu mình không bật chế độ Explorer á thì mình bấm cam nào là chỉ quay được đúng cam đó thôi. Không có zoom được. Nó chỉ zoom được cái nội bộ đó thôi. Ví dụ 1X thì mình zoom thì cái tần số nó lên thành 3X nó dừng. Nhưng mà 3X đó là 3X giả. Nó không có nhảy qua cái cam 3X. Đó, cho nên là nhiều người không quen đó là cảm thấy hơi bất tiện, là mỗi lần quay lại phải đổi cam. Còn mình bật qua chế độ Explorer thì nó liên thông luôn ba cam lại với nhau, nhưng mà nó vẫn có một cái điểm dở là nó nhảy frame hình nó không có khớp không nhau á, không khớp qua, nó thay đổi sensor mà, đúng không? Nó y chang như điện thoại iPhone vậy đó. Như iPhone mình lăn từ cam 1 qua 0.5 qua 1 với là nó bị lệch hình chứ nó không có chính xác. Nó nhảy hình khó chịu lắm. Thì cái con này giá của nó là 50 triệu đồng. Nhưng mà khi mà mình chuyển cam mà mình lăn tới luôn ấy, là nó cũng bị lệch cái. Không. Ê, biết là thông số này cao hơn nha. Cái đó là thông số gì? 32 dB. Nghĩ cũng có thể tại thấy cụm cam kia nó nhìn nó chất lượng quá, nhìn nó ngầu quá. Nó so, bự. So kích thước so với con em nó đã bự hơn rất nhiều rồi. Đúng rồi. So với kích thước của cụm cam thấy nó bự lắm luôn á. Đó, vậy là tôi review sơ cho các bạn thấy là ba con này với ba cái cùng một phân khúc là dòng cao cấp, nhưng mà nó có ba lựa chọn là một camera, hai camera và ba camera. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn như thế nào thì mình sẽ chọn lựa nó cho phù hợp. Còn 7X thì thằng này nó đã 7X rồi, không có gì là cam zoom nhất của nó. Cam 7X đó, cái lớn nhất là nó là 7 á. Mà ví dụ đi từ 1 mà lên 7 thì nó có một cái khoảng cách hơi bị xa quá. Còn lần này nó tám vào cái khoảng giữa là 3X. Là toàn trung cận anh. Để cho nó lúc mà mình cầm zoom nó nhìn chất lượng lắm nha. Nó nhìn nó chất lượng hơn nó ta. Trên so cái con 7X là 1/1.3. Còn cái cam mà xa nhất luôn á 1.66 đúng không anh? 1.66mm là 1/2, trên sau 1/2 là nó bằng với con mini 2 á, mini 2 SE á. Rồi vậy là tóm lại là bây giờ hỏi bạn Tùng trước đi. Tùng đang xài con hai camera
Bây giờ hãng ra con 3 cam thì Tùng có ý định là nâng cấp không? Mình chưa. Không nói tới tiền, giả sử như mình có tiền á. Nhiều tiền chưa, nhu cầu của em hiện tại là chưa. Tại vì cái cam tele hiện tại rất là ít xài. Với lại nếu mà đi làm á, thì cũng ít người yêu cầu là xài cái cam đó. Tại các job hiện giờ chỉ là bất động sản rồi đất đai đồ là cái cam cam chính nó đã làm nhiệm vụ đó được hết rồi. Còn Vũ về cảm thấy cụm cam này nó quá là thèm thuồng không? Dạ, ngay ban đầu em đã chọn con này thay vì con kia đó, tại vì là khi mình chọn này là mục đích em là chỉ là đi phục vụ công việc thôi đó, thì nên em mới chọn thẳng là con này luôn, không có cam zoom luôn đó. Nhưng mà khi mà hãng em thấy coi mấy clip quảng cáo con cái dòng cam này nó dạng như nó kéo hậu cảnh về, khi em đúng rồi. Em chụp hình á, em xài mấy cam tele á nó cũng có rất là nhiều cái lợi thế. Đúng rồi. Ví dụ như mình đi bữa nay mình đi bầu trắng hay màu gì mình quay cái cảnh á, cái background sau đó nó sẽ rất là sạch sẽ, đẹp hơn nhiều. Nói chung là quay cá nhân hay ạt một xíu thì nếu okay. Như mà các bạn biết chụp ảnh thì các bạn sẽ biết quay phim, và khi đó các bạn sẽ sử dụng cái cam 7x của nó lợi hại như thế nào. Nó rất là lợi hại đấy các bạn. Mình phải biết thì mình mới hiểu. Tôi nêu một ví dụ này. Lâu nay ví dụ mình coi những cái ảnh mà người ta chụp những cái cầu Phú Mỹ hay là những cầu gì đi miền Tây ấy, nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mình chạy tới mình thấy nó không giống. Đó là tại vì người ta đứng ở trên cao trên này, người ta dùng tele 200, người ta bắn tới, cho nên thấy cái dốc cầu nó lên đứng lên này, nó rất là đẹp. Rồi những cái sợi dây văng nó sát nhau, nó rất là đẹp. Thì muốn chụp cái đó là phải dùng tele ít nhất là 135 cho tới 200 thì nó mới ra cái cầu nó mới đẹp. Thì Leica cũng vậy thôi. Còn nếu mình để góc rộng 24 đó, vâng, chụp xa đó nhưng mà cầu bị méo, đứng xa đó thì cái cầu bé quá, mà mình lại gần đó thì thấy được hai cột hai bên này, nó bắt đầu đó thêm một đoạn trống rất là dài mới tới được cái dây thứ hai, rồi một trống rất là dài mới tới được dây thứ hai, cho nên là khi mình tiến lại gần đó, mình không còn thấy được cái dốc nữa, cái dốc của cầu lên. Cho nên là khai thác mà cái điểm tele nó rất là thú vị luôn á. Đó. Đó như Vũ nói ban nãy á, một người đi bộ hay gì đó cái background đằng sau mà mình tele bắn vô khép vô nó hơi xóa phông nhẹ rồi nó đi lùi, mà cái quảnh nó mình quay được rất là lâu. Rất là lâu. Ví dụ mình quay một người chạy mô tô từ đằng này tới, nếu mà mình bắn bằng con 7x á là mình quay phải được mười mấy giây. Nhưng mà nếu mình để góc rộng á nó làm cái xoẹt một cái mất tiêu rồi. Mới đầu thấy cái xe nó từ xa bé quá, người ta chưa kịp nhìn cái gì cả. Tới khi tới gần khoảng độ 3m, 5m thấy được cái xe thì nó lại qua mất quá rồi. Còn mình bắn khép góc lại, mình bắn theo chiều dọc là mình thấy được cái động tác của người ta, cái trò chơi người ta nó kéo dài được hơn. Đó, thì cái cam 7x ấy, nó 3x nó cũng có một cái vấn đề rất là ok ấy. Nếu mà mình đi, biết khai thác bay trong khu vực nguy hiểm thì cái cam đó là lợi thế nữa, là nó sẽ xa, sát đối tượng hơn, phải đi sát hơn. Vậy là nãy giờ ba anh em đã thảo luận về ba cụm cam này, nó có những cái gì hay ho và nên hay không nên. Nó có lóc không anh? Đó, nó có nên hay không nên. Và bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết cái cụm camera này và một số vấn đề bên ngoài cho các bạn xem. Mời các bạn xem tiếp video nha. Ok, cảm ơn Vũ đã giao lưu cùng anh em. Cảm ơn Tùng. Hy vọng rằng là trong tương lai các anh em sẽ update, liên hệ với shop Lightcam để nâng cấp cho mình lên. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Vâng, mời các bạn cùng nhìn ngắm lại ba con Lightcam Mavic 3, Mavic 3 Classic và Mavic 3 Pro. Đó, chung quy là nó chỉ khác nhau cái cụm camera thôi, 3 cam, 2 cam và 1 cam. Hy vọng là video nãy giờ đó có thể phần nào giúp các bạn mới chơi chọn lựa cho mình một con cho phù hợp. Vâng, nhưng các bạn nhìn giá tiền đó, thật sự thì 46 triệu với lại 49 triệu 900 thì nó chênh lệch nhau cũng không nhiều lắm. Đó, không nhiều lắm. Cho nên là việc lựa chọn con Mavic 3 Pro tôi nghĩ là vẫn là một cái gì đó tối ưu hơn. Đó, lấy con 3 cam thì vẫn là hay hơn con 2 cam.
và chỉ có con Classic thì nó chênh lệch khoảng độ 10 triệu thôi. Đó, nhưng mà con Classic thì lại không có cam tele, cho nên cũng hơi bất tiện. Ha, quá ngầu các bạn ơi. Vâng, mời các bạn xem tiếp phần tiếp theo sau đây. Mình sẽ nói thêm một chút về cái cách hoạt động của ba camera này, khẩu độ của nó như thế nào và nó có liên thông với nhau hay không. Vâng, đây là chế độ photo, chế độ chụp ảnh này. Ở bên dưới đây mình góc phải một chiếc ô tô là nó tự động hoàn toàn. Đó, mình bấm vào thì nó sẽ chuyển qua chữ Pro. Chữ Pro các bạn ha, là chế độ chuyên nghiệp. Đó, bây giờ mình bấm vào một cái chữ bất kỳ ở đây thì nó sẽ cho mình điều chỉnh này. Trên cùng là điều chỉnh ISO. Đó, ISO chỉnh từ được từ 100 cho tới 6400. Đó, là mình điều chỉnh thủ công bằng tay á. Và bên dưới đây là shutter. Mình có thể phơi sáng tối đa bao nhiêu đây? Vâng, 8 giây các bạn. Phơi sáng tối đa 8 giây. Đó, 8 giây này. Cho tới nhanh tối đa. Ban nãy là chậm. Tối đa là 8 giây. Còn nhanh tối đa là 1/8000. Đó, đây là cái shutter. Mình điều chỉnh được ha. Đó, và cái thú vị cuối cùng mà nhiều người thích thú, dân chuyên nghiệp thích thú, đó chính là khẩu độ. Đây bên dưới là cái aperture, là khẩu độ này. Đó, nếu mình để ô tô thì nó sẽ tự động, và mình bấm vào chỗ ô tô thì sẽ là chỉnh bằng tay, là khẩu của nó từ 2.8 cho tới đóng khẩu lại là F11. Đó, F11 này. Đó, mình muốn lên nét sâu. Đó, và mình chỉnh shutter chậm lại. Đó, thì mình sẽ chỉnh như thế này. Đó, để điều chỉnh được cái khung hình sáng tối theo ý của mình. Đó, khẩu độ ha. Từ 11 đến 2.8 vân vân. Đó là điều chỉnh manual, điều chỉnh bằng tay á, bằng nút rò á. Còn mình chuyển về ô tô thì nó sẽ tự động hoàn toàn. Ô tô, shutter và khẩu độ. Tương tự cho chế độ quay phim. Đó, mình bấm qua thì ở chế độ quay phim. Đó, quay được tối đa là được 5K mode đúng không? Đó, quay được tối đa 5K mode ha. Quá khủng khiếp. Đó. Thông thường thì tôi chỉ quay 4K do máy tính của mình yếu thôi ha. Rồi mình chuyển qua chế độ F Pro. Đó, mình bấm vào chữ ô tô, nó sẽ chuyển qua thành chữ Pro. Thì ở chế độ Pro này mình cũng điều chỉnh được ISO, shutter và khẩu độ theo cái ý muốn của mình ha. Đó, đó là đang nói ở cái cam 1x ấy. Bây giờ mình chuyển qua cam 3x này. Tôi chuyển qua cam 3x. Đó, thì ở cam 3x ấy, nếu mình chuyển qua chế độ Pro, đó, thì các bạn thấy nó chỉ có điều chỉnh được ISO và shutter thôi. Cái hàng khẩu độ nó đã bị biến mất rồi, bị ẩn rồi. Tức là cam 3x không có điều chỉnh khẩu độ được, cho dù là đang ở chế độ quay phim hay là chụp ảnh. Đó, đấy, rồi chụp ảnh cũng vậy. Mà mình sử dụng cam 3x mà mình chuyển qua chế độ Pro thì nó cũng không có cái hàng khẩu độ để mình điều chỉnh ha. Rồi cam 7x, cam tele 7x cũng tương tự. Nếu mình đang để ô tô thì không sao, nhưng mình chuyển qua chế độ Pro thì nó cũng không có hàng khẩu độ. Tóm lại là chỉ có cái cam lớn nhất, cam 1x, cái cam tiêu cự 24mm ấy, nó mới có cái khẩu độ cho mình thôi. Thì khi sử dụng các bạn chú ý, và các bạn chú ý là ở đây mình có lấy nét manual. Đó, và lấy nét autofocus nha. Đó, mình mà bật qua manual thì mình phải chỉnh nét bằng tay, còn mình chuyển qua autofocus thì nó sẽ tự động nó lấy nét cho mình.
Rồi quay phim 1x á, thì nó sẽ như thế này. Cái góc rộng 24mm như thế này. Đó. Còn đây là cam 3x. Mình bấm vào số 3. Và đây sẽ là quay phim chế độ cam 3x. Mình để ô tô đi ha. Đó, cam 3x này các bạn. Đó, cam 3x. Đó. Rồi mình chuyển qua chế độ cam 7x. Vâng, bấm quay phim. Đó, đây là cam 7x này. Cận cảnh luôn. Quá phê. 7x các bạn ha. Đó, ở những chế độ bình thường thì mình muốn đổi cam á, thì mình phải chuyển. Mình phải bấm dừng quay phim thì mình mới chuyển được. Đó. Mới chuyển cam được. Tuy nhiên nếu các bạn bấm vào cái nút Explorer này, ở chế độ thám hiểm này, đó, thì khung hình nó sẽ hơi hẹp lại một chút. Tức là cái tiêu cự thay vì là 24 thì bây giờ nó thành ra là 26 hoặc 28 gì đó. Nó hẹp hơn một chút. Nhưng khi mà mình quay phim á, thì các bạn có thể chuyển 1x thành 3x rất là nhanh, lên 7x rất là nhanh mà không phải dừng quay phim, không phải bấm dừng quay phim ha. 14x kỹ thuật số này, 28x. Đó, mình cứ bấm vào cái nút này nó sẽ chuyển đổi. Đó, nó luân chuyển cam, nó nhảy từng nấc cho mình. Còn ban nãy á, là không có chuyển được. Hoặc là mình dùng cái nút bên phải, con tay trỏ bên phải, mình lăn nó lên là nó zoom lên. Đó, nó luân chuyển từ cam 1x rồi nó bắn lên kỹ thuật số 2x, 2x9, rồi 3x quang học, rồi lên 4x, 5x kỹ thuật số, rồi lên tới 7x quang học. Rồi từ 7x quang học bắt đầu nó zoom lên thành 28x quang học. Xin lỗi, 28x kỹ thuật số. Đấy. Rồi mình nhả zoom, nó nhả từ từ về. Và tới đúng 7x thì nó sử dụng 7x quang học. Và tới 3x thì nó sẽ sử dụng 3x quang học. Và cuối cùng là 1x quang học. Đó. À, zoom nhanh hay chậm là do cái ngón tay của mình kéo mạnh hay yếu các bạn ha. Đó, zoom. Kinh khủng không? Đó, 28x này. Đó. Thì nếu các bạn đang quay phim thì nên chuyển qua chế độ Explorer này. Đó, để sử dụng cái nút zoom để luân chuyển sử dụng liên tục. Đó, 3 cam. Tuy nhiên mỗi cam thì nó sẽ có lúc chuyển đổi cam thì nó sẽ hơi bị dịch nhẹ một cái, hơi khựng một chút. Đó, khựng một cái này. Lên tới 7x khựng một cái này. Đó, nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Đó, nó cũng giống như những dòng điện thoại cao cấp á, cũng đều bị khựng như vậy. Bấm dừng quay phim. Đó, còn nếu như bình thường thì các bạn chuyển qua chế độ đừng có xài Explorer, thì xài từng cam một độc lập. Ở đây mình có chế độ night ha, để quay đêm luôn các bạn. Đó, chuyên để quay đêm ha. Đó, slow motion vân vân. Rồi mình có master shot. Đó, có quick shot. Các loại quick shot thì cũng giống như những đời trước thôi, có hyperlap, có panorama. Đó. Panorama thì mình có chụp vòng cầu, chụp 180 độ, chụp 9 tấm và chụp 3 tấm dọc. Đó là những cái chế độ của con Mavic 3 này.